Chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Thanh Nghe Gì Đây. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với cái series mỗi ngày một game hay nhé. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái tựa game mang tên là Sinh Tồn Trong Hầm Ngục. Và cái tựa game này thì nó sẽ là mang gọi là Dark Fantasy. Nó như kiểu là rất là những kiểu bóng tối và rất chi là u ám. Nó không như kiểu là những cái game mà mình hay chơi trước đây. Và chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Rồi thì đấy là cái giới thiệu về cái tựa game này. Nó khá là cái nhạc ấy. Khi ta vừa vào cái nhạc nó đã thấy là ghê rợn rồi, như kiểu là một cái tựa game kinh dị ấy. Nhưng mà thật ra đây không phải tựa game kinh dị nha. Nó là một cái tựa game nhập vai. Và chúng ta, cái khung cảnh nó sẽ u ám hơn thôi. Và thì mình sẽ để link phía dưới cho anh em có thể tải về và chơi nha. Ở đây thì chúng ta sẽ có 4 người tham dự. Có nghĩa là chúng ta sẽ có một đội 4 người tham dự những cái hầm ngục, khám phá những hầm ngục, đánh những con boss, tiêu diệt và tìm được những cái hòm kho báu. Rồi thì chúng ta sẽ di chuyển này, di chuyển sang trái, di chuyển sang phải. Ok, đây là mình hiểu rồi. Đây mình sẽ có thằng cầm giáo và cầm khiêng. Thì chúng ta sẽ cần phải đổi nút một chút nhỉ. Ở đây, không cần, thật ra không cần phải đổi nút. Chúng ta sẽ đi sang bên này. Cái này là theo lượt hay như thế nào đây? Mình không biết được thì mình cứ đổi nút đi nha. Chúng ta sẽ đổi nút một chút. Nào, A này, D này. Rồi, và mình sẽ lưu lại nào. Đó, cái gì kia? Cái gì đây? Đây là cái gì ta? À, đây hoàn thành xong cái hướng dẫn anh em ạ. Và chúng ta sẽ gì đấy? Pick up những cái vật phẩm đúng không? Chúng ta nhặt được con gà này. Ấy chá. Đây con gà đấy anh em. Nhiệm vụ thứ hai là chúng ta sẽ phải đi nhặt mấy con gà này. Sau nhiệm vụ thứ hai thì chúng ta sẽ có những cái trap này. Thì có thể là anti trap 30%. Thằng này là khả năng là gọi là anti trap, disable trap rồi này anh em. Dùng gà, chúng ta sẽ mở trong cái hòm túi chúng ta ra. Đó, và mình sẽ ăn con gà này luôn. Tăng máu này. Rồi, mình sẽ cần phải là phá mấy cái chắp này đã. Và xong ăn thêm con gà nữa. Là đẹp, đúng rồi đấy. Rồi, chúng ta sẽ có rất nhiều chắp. Vấn đề là chúng ta không biết có chịu được không đây. 153 máu này. Xong, hoàn thành cái nhiệm vụ ở đây. Và mình sẽ cần ăn thêm gà đi. Butter skill. Wow, mình sẽ bị đứng đầu với thằng này đúng không? Đây rồi. Chúng ta sẽ vào chiến đấu đây. Ái da, chúng ta sẽ làm gì đây? À, các chiêu thức của chúng ta đây. Sọc nó cái. Đỡ đòn này hay thật. Trời rất hay nha anh em. Thế mình thấy nó đánh khá là hay đây. Đánh này, sọc giáo với mày. Đánh theo lượt thôi. Thế nào trụ đằng lâu hơn. Mày nhờn này. Một thằng gọi là xác sống à? Không phải, một chiến binh bị thương ở mặt. Đánh tiếp, tiếp tục này. Chúng ta đã tiêu diệt được rồi. Hoàn thành được cái... mình đã có thêm hai nhân vật nữa này. Là hai con búp máu à. Chúng ta sẽ thay đổi cái vị trí đó. Đây như thế này đúng không? Wow, một con boss à. Con này bị tay sao đây? Con này là một con zombie này anh em. Người nó nhìn này. Mà nó cầm cái chùy ở sau này. Đó. Thì chúng ta có thể thay đổi cái vị trí của con này. Rồi rồi rồi. Wow. Từ từ mình sẽ cần thay đổi lên trên. Như thế này đã, từ từ á nhá. Nhầm rồi. Thật sự nhầm rồi. Nhầm hướng tấn công rồi. Nó bị đánh kinh quá. Thay đổi vị trí cái. Đó. Rồi. Và mình sẽ thay đổi vị trí của con này nhá. Hơi khó thay đổi một chút. Đó. Mình lên đỡ đòn rồi anh em. Ở đây thì chúng ta sẽ... làm sao đây? Thay đổi vị trí à? Nhưng mà không tấn công được thì làm sao? Mình đã bị khóa tấn công này. Chúng ta sẽ di chuyển lên đây. Con này bị đánh nhiều quá này.
vấn đề bị đánh quá nhiều. Một phát này. Từ từ nha, không được rồi. Vấn đề là mình thay đổi vị trí kiểu gì đây? Đó, 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 bây giờ tấn công rồi đấy. Bây giờ tấn công được rồi. Theo mình nghĩ bây giờ được rồi đấy. Chúng ta sẽ tấn công vào hẳn con này. Con này gần chết luôn kìa. Lại thay đổi vị trí thôi, bọn này không dùng được skill. Vấn đề là như thế. Thay đổi lên này. Di chuyển theo, đúng rồi. Thay đổi vị trí tiếp. Đó, bây giờ tấn công thôi. Sọc giáo này. Mày nhờn à. Sọc giáo mày chết đi. Quả chùy nó ghê phết anh em. Tiếp tục là phải đổi vị trí anh em ạ. Nó đang hướng dẫn mình đây. Ui, con này sắp chết rồi. Con này như kiểu pháp sư ấy. Nó sẽ hồi máu cho chúng ta mà. Nhưng vấn đề là skill nó đang bị khóa. Ây da. Ây da, 12 máu này em. 13 máu à. 12 máu này. Đánh khỏe hơn mình. Rồi, tiếp tục là di chuyển xuống dưới nha. Lên trên nào. Tiếp tục là lên nào. Đỡ đòn cho mấy cái con pháp sư này cái. Sọc nó sắp chết rồi. Cố lên. Một đòn nữa, kết liễu. Tuyệt vời. Ai chà, khó khăn thật. Thật sự khó khăn. Chúng ta sẽ ấn vào cái hòm đồ của thằng chiến binh này. Và chúng ta sẽ làm gì đây? Chúng ta làm gì có đồ gì đâu. Không hề có đồ gì cả, có skill này. Có một skill thôi. Đây là cái bảng thông số. Các chỉ số dam, heal, grit này, power, armor, speed. Nói chung là rất là nhiều thứ. Đây là cái hòm đồ của chúng ta thôi. Ok. Rồi, nó hướng dẫn mình làm gì đây? Open chest. Đây 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 đây. Ta sẽ mở những cái hòm này ra nha. Wow, thêm vũ khí mới này. Lắm vũ khí thế nhở. Bởi vì sẽ trang bị những cái hòm mới chúng ta vào. Thêm cả vòng cổ và gọi là tất cả. Từ từ chúng ta cần phải trang bị vũ khí. Con kia có vẻ khỏe hơn rất rất nhiều. Chúng ta sẽ equip vào đó. Đây này. Đầu tiên thì mình sẽ trang bị kiếm này. Equip từng cái vào một. Nó sẽ tăng các chỉ số chúng ta lên này anh em. Đó, tăng 47 máu này. Tăng 12 armor. Rồi. Bộ giáp này nó sẽ tăng thêm 13 armor và cái 11 kia đó, chỉ số này. Speed, Chris. Thêm một cái dây chuyền vòng cổ nữa. Đủ bộ trang bị rồi. Rồi, ok, chúng ta sẽ quay trở ra nha. Đó, đây này. Và chúng ta tấn công thằng này thôi. Còn cái hòm nào không? Hình như hết hòm rồi. Chiến đấu với mày luôn. Nó tận hai con cơ. Wow, chém lạ. Gọi là sọc cả đằng sau luôn. 58 máu. Mày nhờn này. Chết bé. Hoàn thành xong cái hướng dẫn thứ 6 này. Hãy chà, có bốn quỷ này. Sợ vậy ta. Kinh vậy. Bây giờ đánh làm gì đây? Mình có một cái hiệu ứng gì đó. Nào, chúng ta sẽ có skill này. Skill này chém mới chảy máu đúng không? Nó sẽ mất máu dần. Rồi mình skill gen 21 máu. Đánh 25 máu phát kìa. Critical. Chảy máu này. Đó. Wow, chém trâu thế. Làm sao mình đánh được đây? Sắp chết rồi, sắp chết rồi. Tôi sắp chết rồi. Nó khỏe quá. Đánh 2 phát liên tục. 25 máu. Thằng nào chết trước? Mình là một assassin. Assassin Creed đi. Assassin Creed. Rất đẹp trai. Mình hoàn thành xong. Mình có thêm một thằng gì ở đây đi cùng mình đây. Dùng cái poison. Dùng cái các bình thuốc. Thằng này là làm thằng pháp sư khoa học. Nhà khoa học đó. Van Helsing à. Mình có dùng cái bình thuốc được không? Rồi mình sẽ chém cho nó. Tứa máu ra này. 34 máu, poison này. Cái này có tác dụng làm cái gì? Acid attack. Rồi, mình dùng cái này luôn. Đánh lan, bị độc rồi. Cái con nồi cái bị độc rồi anh em. Nó sẽ hồi máu này. Thấm quá, thấm quá. Chúng ta sẽ dùng thêm cái bình này làm gì?
Cái này nó sẽ hồi máu cho thằng này đúng không? Rồi mình sẽ dùng cái bi độc này gái. Mày nhờn, poison. Thằng kia cũng hồi máu anh em ạ. Hồi máu này. Còn nó có tận hai thằng rồi. Hồi máu đi. Đó, hồi máu lên. Không ăn thua rồi, không ăn thua rồi. Nó hồi máu kinh quá. Kinh khủng quá này. Hồi máu nào. Không kịp, không kịp mất. Nó có tận hai thằng hồi máu cơ. Mày nhờn này. Ờ, có nên đánh độc không? Hồi máu tiếp tục đi. Tiếp tục là hồi máu đây. Nó trâu quá anh em ạ. Hai con hồi máu là thế này thì làm sao mà đỡ được. Vấn đề là không thể đỡ được. Poison. Kinh khủng nhờ. Mình có cái gì không? Vấn đề là không có cái gì cả ở đây cả. Cái này sẽ bao nhiêu đam đây? Đam 17 đam. Chris 10 này. Cái này là đam 58 cơ. Cái này có 6 đam vào thằng trước thôi. Hồi máu đúng không được bao nhiêu cả. Mà nó chém gần chết rồi kìa. Ghê vậy. Mày nhờn này. Nó tận 2 con. Đúng là bó tay chấm com rồi. Nó khỏe quá. Mày nhờn này. Đánh nó gần như không mất tí máu nào cơ. Hồi có 8 máu một phát thôi. Còn nó hồi tận hai mấy máu kìa. Đó đó đó. Hồi tận 20 máu rồi. Chơi sao? Thurio. Đây là cái phần hướng dẫn mà chúng ta đang chơi theo phần độc này. Chết nó này rồi. Quét fail rồi anh em. Vấn đề là đánh kiểu gì. 299 máu đây. Dùng các hiệu ứng của Poison Effect. Chắc chắn nó phải đi thôi. Chắc chắn nó phải chiến rồi. Nhưng mà tận cả mấy con này làm sao đánh được. Đông quá. Ây chà. Vấn đề là chúng ta dùng cái gọi là nhà giả kim thuật đây. Dùng Acid Attack đây. Poison Enemy. Và chúng ta sẽ làm gì nữa. Giảm cái khả năng hồi máu của nó đi. Đúng rồi. Đó chính là cái tác dụng của cái này đi. Giảm khả năng hồi máu này. Nó chơi được có 16 máu thôi. 16 máu này. Tấn công trực diện luôn. Tiếp tục là dùng acid này. Hai con nó vẫn bị độc mà. Đúng không? Đó chỉ giết được một con thôi là mình có thể thắng được. Vẫn nó bị acid đúng không? Mình sẽ hồi máu thanh niên này cái. Dùng nó chuẩn xác thì ta có thể đánh thắng được. Một phát này. God is. Chúng ta sẽ cần phải là chuyển đổi vị trí thôi. Đó. Rồi. Mình sẽ cần phải cho nó độc thêm nhá. Thêm độc nào. Thêm độc đi. Vành rát lắm. 17 máu kìa. Giảm khả năng hồi máu này. Chiến thử xem nào. Xem liệu mày có ăn được không. Quá khó khăn. Thật sự quá khó khăn nhờ. Tiếp tục là poison. Mình chỉ cần đỡ được một lúc nữa thôi. Giết được mấy con này là người ta sẽ có thắng được bọn này mà. Cố lên nào, cố lên nào. Tiếp tục là giảm khả năng hồi máu này. Vẫn rất là trâu bò. Bọn này rất là trâu nha. Đánh khó thế nhờ. Rồi. Kỹ năng này mình sẽ bị khóa rồi anh em. Mày nhờn này. Poison. Poison đang ngấm rất là thấm. Chém nó. Trời ơi, căng thẳng quá nhờ. Chơi bây giờ khó đây. Tiếp tục là poison thôi. Mình còn poison thôi. Nó chỉ còn hồi 4 máu thôi. Rồi hay lắm. Team nó khỏe hơn. Nhưng mà nó bị poison này thì độc quá thấm rồi. Tiếp tục là sọc nó. Xong. Xong rồi đó. 8 máu độc. Wow. Thế là cái độc nó quá ngon. 42 máu này. Tiếp tục là độc. Hồi có 8 máu thôi. Bình thường con này hồi ba mấy máu lúc nãy mà. Khá là tởm. Thằng này cũng thủ cũng trâu này. Thủ mắc trâu. Archimedes nhà giả kim. 42 máu. Ui.
kém thấm nhờ. Chết đi này. Xong. Nhiệm vụ khó khăn thật. Chúng ta hoàn thành cái này đây. Chúng ta sẽ escape này 50%. Chúng ta sẽ làm gì đây? Escape. Boss à? Đấu với con boss này nè. Khó phết nhờ. Chiến đấu kiểu gì đây? Sọc đơn, sọc đôi này. Thằng này nó sẽ có chiêu một phát này. Chết đi bé. Đỡ đòn. Stun, stun. Chúng ta bị stun à? Khó chịu phết nhờ. Khó chịu này. Chết đi bé. Chúng ta ấn tab escape này. Và chúng ta hoàn thành toàn bộ cái tutorial rồi. Oh, bây giờ mình chúng ta mới vào trong cái phần phụ lục. Bắt đầu vào chơi đây anh em. Cái này có cốt truyện cả. Hay nhờ. Đây thành phố gì đấy? Hey City. Tôi là Fiona đúng không? Chúng ta sẽ cần làm gì đây? Tới Mercenary Post nào. Đây đúng không? Cho đến đây nào. Có nhiệm vụ nhận từ mấy ông này đúng không? À, chúng ta thuê, thuê người để đi đánh nhau đây. Đây là quán rượu, dạng kiểu quán rượu đây. Thuê người 400 này, Paladin, Frankenstein này đấy, cái thằng Frankenstein đây, Hen. Mình thích thằng này nha. Mình thuê thằng này theo này, 400 đúng không? Mình còn thêm đủ để thuê thêm một thằng nữa. Thầy có kỹ năng gì? Rồi, nó đam 59, nó là bắn súng à? 58 này. Và heal không biết là máu bao nhiêu máu, 299, 234. 334 này. Đam 57. 334 máu, 412 đam hơi thấp. Thằng này tăng cơ nhỉ? Được không? Mình sẽ thuê thằng nào đây? Thuê bắn cung nhá, được không? Rồi. Mình cần một đội hình là 4 người à? Đúng không? Đối 4 người đúng không? Chúng ta sẽ cần thêm assassin không? Tất cả. Rồi đó, chúng ta sẽ về đây này. Và bắt đầu là đi chiến đấu thôi. Có guild, có hospital, các kiểu đấy, shop này. Nhìn chung là rất rất lắm thứ. Kem này. Có cả chạy chứ các thứ kìa. Và xem cả video các thứ đây. Cái này có cả sự kiện nữa, hay thật. Shop này. Cái này đang bị khóa. Tất cả cái này đang bị khóa hết này. Cái này đang bị khóa hết này anh em. Nào, bắt đầu đi khám phá cái hầm ngục đầu tiên nha. Level 2 này, mình sẽ chọn thằng nào đây? Wow, lắm phết đấy. Chẳng phải ít đâu. Thằng này thì tầm khoảng bao nhiêu máu? 322 này, mình sẽ chọn những thằng nào mà trâu bò máu mất đấy. 322 nó có độc này. Vị trí đầu tiên à. Cần sắp xếp đội hình này, cái này cần phải tính toán chiến thuật lắm đấy, không phải đùa được. Thằng này nữa này. Mình sẽ cần thêm một thằng đam nữa đi. Đam nào to to tí. Rồi, theo mình nghĩ là đội hình như thế này là ổn đấy. Ok. Và mình sẽ chiến đấu nha. Chiến đấu thử trận đấu đầu tiên luôn này. Sử dụng cả food các thứ à. Để change vị trí hoặc là sử dụng food này. Di chuyển này. Đây là cái map này. Double speed này. Đó. Khám phá hầm ngục này anh em. 4 người chúng ta thám hiểm ra đây. Các thám hiểm ra đây. Sẽ tiến lên. Đấu đánh nhau luôn. Rồi. Đỡ đòn, chúng ta đỡ đòn được. Thằng này nó có chiêu thức gì đây? Chiêu bắn tên những gì đây? Chiêu này sẽ gây ra 17 đam này. Chiêu này sẽ gây ra 57 đam. Xổi 44 máu luôn. Cho poison cái, thấm cho em. Đó. Sọc lan. Khỏe 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 khỏe. Bắn súng 90 Chris. Chết luôn kìa. Vàng viếc này. Ui chỗ này hay quá anh em ạ. Thật sự rất là hay. Mình phải chạy lên đây mới nhận được tiền này. Dạng như kiểu game cày cấp luôn đấy. Ấy chà, cái hầm ngục này có những cái gì nhỉ? Công thức hóa học ở trên tường này.
chiến đấu thôi. Chúng ta bị đánh nhau rồi. Ui, từ từ. Ok, chúng ta dùng tuyệt chiêu 46 máu. Tiếp theo giải độc cho nó. Poison rồi anh em. Sọc này. Mày nhờn. Bắn súng. Team khỏe mà. Team này khỏe vãi luôn đấy. Nhưng mà máu kìa. Tiếp quả giải poison nhờ. Poison cái. Sọc nó. Thằng đầu sắp chết nhá. Không đơn giản đâu. Không hề đơn giản một chút nào đâu anh em. Hoàn thành rồi chúng ta. Tiếp tục continue này. Đó. Mình lên cấp đúng không? Chúng ta khám phá xong cái ngục là được thêm cái hòm này anh em. Thêm đôi giày các kiểu đây. Tuyệt vời. Wow. Ngon phết nhờ. Trò rất hay. Theo mình thấy rất là hay. Anh em nên thử chơi. Rồi, và chúng ta sẽ kết thúc tập này đây nhé. Xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em trong những cái tựa game mà mình sẽ sắp giới thiệu tới. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.